sẽ quay một cái lô đất thuộc xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại bây giờ là mình đang ở lô đất này á, thì nó hai mặt tiền nha mọi người. Tổng diện tích nó là 767. Nó hai mặt tiền, một mặt tiền là mặt tiền đường chính này nè, là nó 44 m. Mặt tiền chiều dài này là 175 m. Đó, từ đây xuống dưới kia luôn. Đó, là tổng diện tích nó 767. Thì ở đây á, thì cái giá của chủ đưa ra thì chỉ 380 triệu một sào thôi nha mọi người. Đó, đất thì rất là đẹp rồi. Đất này thì rất là tiện lợi cho anh chị em mình á, ai muốn làm trang trại hoặc là trồng cây ăn trái được các thứ thì đều là ok. Thì ở xung quanh đây á, cái ở xung quanh đây là thuộc đập sông Rây nha mọi người. Thì ở cái lô đất mình á, thì chừng bước ra chừng 50-70 m thôi là tới hồ sông Rây rồi. Đó, hồ nằm ở khúc sau kia. Ở đây mình nuôi yến đồ thì rất là tuyệt vời rồi. Cái mặt tiền đường này thì ô tô đi vi vu nha mọi người. Hiện tại đường thì đang rộng là 5 m. Đó, đường 5 m nhưng mà do người ta đổ đá vậy thôi. Từ góc này qua đây. Giờ mình sẽ thẳng xuống dưới kia cho mọi người xem. Thì ở đây mình cũng nói luôn là cái lúc này chưa có thổ cư. Đó, nhưng mà đất thì vẫn trồng hơn đường một xíu ở khúc này. Ở khúc này thì hiện tại bây giờ thì đang bằng đường, thì ở đây đang trồng hơn một xíu thôi. Nhưng mà xung quanh đây thì người ta đã bán cái giá là 450-500 hết rồi. Đó, cho nên thì chủ đất này cũng đang là kẹt tiền, cho nên muốn bán cái giá là 380 triệu thôi. Đó, đường thì ok cho mọi người. Mặt tiền đường này thì 175 m, còn chiều sâu vô thì 44 m thôi. Đó, một cái 767 mà có một cái ưu điểm nữa là sau đất là có suối nha mọi người. Đó, cái suối thì nó nằm ở bên kia. Đó, sau bộ chuối thẳng xuống như đó thì nó tiếp giáp suối chắc cũng tầm 50-70 m thôi. Đó, này mình trồng cây ăn trái đồ rất là ok rồi. Ở ngay cái lô đất này mà mình đi thẳng ra lại tỉnh lộ 765 thì tầm 1 km thông thoáng đường luôn. Đó, trong này cũng có mấy hộ dân xung quanh này, người ta cũng xây ít nhiều rồi. Đó, khúc bên đó, khúc ở sau bụi tre cao đó là hồ sông Rây đó nha mọi người. Thì mình sẽ xuống dưới cuối đất cho mọi người xem. 44 m mặt tiền đường nhựa và đường đã đổ đá phối là 175 m. Thì ở đây thì ở sau đất mình đã có một con hồ nha mọi người. Thì nếu mà anh chị em mình ai muốn đầu tư á, thì mình cuốc đất lên, mình bỏ ra tầm 500 m² thôi, mình cuốc lấy đất này nè. Đó, đây là có cái hồ và đã có nước sẵn luôn rồi. Đó, mọi người thấy chưa, thấy nước chưa? Đó, đã có nước sẵn thì mình cuốc ra, mình cuốc 500 m² thôi, mình đổ lên trên kia. Còn sau này rất là đẹp rồi. Đó, còn ở đây cái con suối này thì hiện tại bây giờ thì có ít thôi. Đó, suối này là ôm xung quanh đất luôn nha mọi người, ôm từ đây thẳng qua bên kia thì cũng tầm 50-60 m suối à. Đó, thì nếu mà anh chị em ai quan tâm tới lô đất này thì gọi rồi, thì nãy giờ bạn mình có quay cho mọi người xem cái miếng đất này rồi ha. Bây giờ mình cho mọi người xem sổ của miếng đất ha. Đây, số tờ là 23, số thửa là 20, địa chỉ là ấp 1 xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, và diện tích của nó là 7.745 m², khoảng 767. Hiện tại đã trồng cây, nhưng mà nhìn trên ba cái quy hoạch của Đồng Nai thì chỗ này lên thổ cư được nha. Đây, đây là giá miếng đất ha. Miếng đất này hai mặt tiền, nó đi rõ luôn ha. Mặt tiền đường nhựa nè, được 43 m mặt tiền đường nhựa và gần 150 mặt tiền đường phố đá ha. Nói chung hai đường nào cũng lớn. Đường này cũng 5 m nè. Còn đường nhựa chính thì rộng rồi. Sắp tới còn có mở rộng thêm nữa nè mọi người thấy không? Có lộ giới nè, còn sẽ mở rộng thêm nữa. Đó, ở dưới là suối, nói chung là thế đất thì nó quá đẹp rồi. Khá vuông vức hai mặt tiền. Đây là cái trên ứng dụng test quy hoạch của Đồng Nai nè, Melit nè. Thì có chỉ rõ nè mọi người thấy không? Đó, đây nhập số tờ số thửa vô thì nó sẽ rõ luôn cái miếng đất mình đây. Đó, suối bao quanh xuống nè. Đây, cái suối này dẫn ra ngoài cái hồ sông Rây nha mọi người. Hồ sông Rây rất là lớn. Ở đây nè, mặt tiền mình có thể lên thổ cư được ha. Đây nè, cái nó phủ hồng, nó phủ màu hồng ở mặt tiền mình nè, cho nên là mình được quyền lên thổ cư ở khúc này ha. Đó, cho nên là
pháp lý thì cũng rất là ok ha. Rồi bây giờ mình cho mọi người xem cái vị trí của miếng đất trên bản đồ vệ tinh ha. Đây nằm vị trí này ha. Cái đường này đi ra ngoài đập hồ sông Rây nè. Bởi vậy nếu mà anh chị cô chú mình mà mua về để có chỗ câu cá cuối tuần thì chỗ này rất là ok ha. Đường trên đất là đường thông ha, đường thông thẳng thẳng như tới suối luôn ha. Đó là đây. Thì trên con đường này thì cũng có nhiều nhà ha, nhiều nhà người ta ở nè. Đó. Đây, những nhà nè, nhà cửa nè. Bạn mình thì quên quay cái đoạn đường từ đây ra ngoài để đường chính. Nhưng mà nói chung là đây thì khu vực này đường nhựa rồi, dân cư thì khỏi nói rồi đây ha. Đó, chạy dài ra dân cư nè. Ở đây thì nó gần hồ cho nên là có thể làm nhà nuôi yến hay là trồng trọt trang trại gì đều ok hết. Tại chung là cứ gần hồ là có nguồn nước dồi dào. Đó. Từ đây cách đường tỉnh 765 là khoảng 1 cây số ha. Và cũng tương ứng là chợ Lâm Sang luôn. Tức là ở đầu đường nè, đầu đường 765 là cái chợ nè ha. Trung tâm của xã luôn ha. Nói chung là cách trung tâm xã có chừng 1 cây số thôi. Đó rồi. Nhà hàng rồi chậm xăng, bưu điện, ủy ban, chợ búa, nhà thờ, nói chung là đầy đủ ha. Đó, đây trung tâm xã cách mình con cây số thôi. Đó nè, cho nên là về vấn đề tiện ích thì khỏi nói rồi. Ở đây là nó cũng khu vực này nè, xã Lâm Sang nó giáp ranh với là Bà Rịa Vũng Tàu, cho nên đi biển thì cũng không xa lắm, đi biển thì khoảng 50 cây mọi người ha. Đây cách biển khoảng 50 cây. Từ đây về thành phố Hồ Chí Minh coi 97 cây mọi người ha. Mình sẽ đi đường Mỹ Xuân Ngãi Giao. Cái đường Mỹ Xuân Ngãi Giao mình nói nhiều rồi. Đó. Đi đường Mỹ Xuân Ngãi Giao đi thẳng riết luôn, sẽ đụng nó sẽ cắt với đường tỉnh 365 ha. Đó, tới đường tỉnh 365 này thì để trái lên đi thẳng luôn. Đi thẳng tới chợ Lâm Sang mọi người ha. Đi thẳng tới chợ Lâm Sang. Nếu mà anh chị của chú mình có sử dụng bản đồ Google Maps á, mình cứ gõ cái chợ Lâm Sang ha, chợ Lâm Sang là nó sẽ dẫn mình tới đây luôn. Đó, chợ tới đây rồi cái gì tới đây rồi sẽ có người dẫn mình đi xem đất ha. Chứ mà ở vị trí đất này thì dễ tìm quá rồi, thì nó gần chợ nè. Đó, cách trung tâm thành phố quận 1 là khoảng 97 cây, đi khoảng 2 tiếng ha. Rồi, về cái vị trí thì mình nói chắc cũng rõ rồi, tại vì nó cũng dễ dàng hình dung quá rồi. Thì mình giờ nói giá thôi. Mình xin nhắc lại cái giá là chủ báo là 380 triệu một sào ha. Thì 380 triệu một sào thì mình nhân cho 7 sào 7, tức là nó khoảng đâu đó là khoảng 2 tỷ 9 ha. 2 tỷ 9 cho một miếng đất bằng phẳng vuông vức hai mặt tiền, đẹp, gần suối, gần hồ, gần chợ. Phù hợp để làm trang trại thì mình thấy cũng tương đối hợp lý ha. Và nghĩ cái giá này chắc cũng còn bớt chút nữa, cho nên là anh chị chú mình thiện chí xuống xem rồi trả giá ha. Xem mà trả giá chứ đừng có trả giá trên mạng ha. Bởi vì mình phải xuống xem rồi người ta mới bớt cho mình, chứ mình chưa xuống xem gì hết mình đòi bớt, ai bớt cho mình đúng không? Rồi, thì số điện thoại của mình là 0933230243. Xin nhắc lại là 0933230243 nha. Có gì thắc mắc cứ alo mình. Đó. Và cũng có thể kết bạn Zalo hoặc là Viber thông qua số điện thoại này luôn nha mọi người. Có thể để là dễ dàng liên lạc với mình á. Và nếu anh chị của chú mình có đất vườn hay nhà vườn đẹp không còn nhà có sử dụng nữa thì cũng hãy liên hệ mình ha, mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã xem video nha. Chào mọi người.